Hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tuấn Châu. Mình là Tuấn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về các loại thuốc trị sâu bệnh nha các bạn. Và cách phun thuốc, pha thuốc cho các bạn. Rồi, trị sâu bệnh á. Mình nói trước tiên là cái thuốc trừ sâu cây mai mình á, là nó có những cái loại sâu. Bọ chỉ, sâu xanh, sâu cuốn lá, sâu tơ nha các bạn. Thì nhà vườn của mình á, cái chị bọ chỉ á, thì các bạn xài lưng phiên đổi thuốc nha các bạn. Nhà vườn mình xài cái loại Confidor này nè. Confidor này rất là hay nha. Cái hũ này nó 100ml, giá nó khoảng 100-101 vậy các bạn. Rồi Rami, mình giới thiệu chị bảo chỉ trước nha các bạn. Rami này hũ nó khoảng 60.000, 65.000 Gen này nó khoảng cũng 40-50 vậy các bạn. Mà trong ba thứ này lưng phiên các bạn phun thuốc, các bạn nhớ đổi thuốc nha. Phun cái này xong phun cái kia. Khi mấy bạn thấy mà bọ chỉ mà nó ăn nó vừa ăn nhú ra độc non rồi nè. Nói chung là cái cây của mai của mình đang ra lá non, đang nhú ra độc non á, là bắt đầu bọ chỉ nó phái nó mất bạn. Mình phải phun liền. Phun ngừa liền. Mấy bạn vừa thấy cái chồi non mà nó nhú ra một chút á, nó nhú ra một chút là mấy bạn phải phun liền nha các bạn. Các bạn phun không được phun một thứ thuốc nha các bạn. Không được phun một thứ thuốc này hoài. Các bạn phun một thứ thuốc này hoài á, nó lợi thuốc. Sâu bệnh nó hay lắm các bạn. Nó đề kháng thuốc, nó nhờ thuốc các bạn. À, mình trị nó không có hiệu quả nữa. Mà trong ba thứ này thì mình thấy cái loại Confidor này là đặc trị hay nhất các bạn. Xong rồi tới Rami này nè, cũng hay lắm. Rami này cũng hay lắm các bạn. Zigen này thì nó chỉ vừa trị được bọ chỉ mà vừa trị được sâu xanh nữa các bạn. Kế tiếp là cái mai mình nó sẽ thường bị là nhện đỏ các bạn. Mai mình bệnh mà hại cây mai mình suy nhiều nhất là bệnh bọ chỉ và nhện đỏ các bạn. Ngoài bọ chỉ ra còn nhện đỏ. Nhện đỏ thì nó ăn những cái cây lá mình mà lá mà nó hơi già là như vậy nè. Lá mà nó hơi là già là như vậy nè. Nhện đỏ nó ăn, mà nhện đỏ mắt thường mình không thấy đâu các bạn. Mình thấy cái lá mà nó kiểu như nó hơi có cái cám mà nó gầy, nó xám nữa. Có hạt cám mà xám nữa, đó là nhện đỏ nha các bạn. Mình sẽ có nhiều video hướng dẫn cách phân biệt bệnh gì trên lá nha các bạn. Rồi thì nhà vườn của mình thì xài thuốc để mà trị nhện đỏ gồm có những cái thuốc sau. Này là phe 500 SC nha, phe 500 SC loại này chị hay lắm các bạn. Rồi new tapri nói chung là mấy bạn mua ra ngoài tiệm thuốc bảo vệ thực vật mua mà không có mấy hiệu này, mấy bạn mua nói người ta bán cái loại nào mà chị nhận đỏ các bạn hay là người ta bán mình về mình xịt cũng được nữa các bạn. Đó. Không nhất thiết phải mua giống như mình nha các bạn. Rồi. Cetaron này nữa các bạn. Đây cho mình coi lần nào nữa không. Rồi. Tạm thời hai loại đó đi. Rồi sâu xanh sâu cuốn lá, sâu cuốn lá sâu tơ thì vườn mình xài là cái loại Regen này nè bạn. Regen này sẽ trị cũng được nhưng mà nó không có hay mấy nha các bạn. Sâu xanh, sâu cuốn lá, sâu tơ. Rồi. Dashi nè. Design các bạn, design này nè. Nói tiếng Anh cũng hơi giả hơn đó các bạn. À design ha.
thì sâu xanh, sâu cuốn lá, sâu tơ rất là hay xài. Nói chung nó sẽ mấy bà bạn mua cái hãng Ba Gia này nè, đó hãng Ba Gia này nè, hãng Ba Gia nè, in trên nắp chai nè, hãng này nó có đủ loại thuốc trị sâu bệnh đó các bạn, hay các bạn, hãng Ba Gia này của Đức. Mấy bạn nói có thuốc trừ sâu xanh, trừ sâu tơ, sâu đục thân của hãng Ba Gia không, cứ hãng mua hãng Ba Gia mà xài các bạn. Mình phải giới thiệu quảng cáo cho cái hãng Ba Gia này, nhưng mình thấy xài cái hãng Ba Gia này nó ok. Như Confidor này cũng của hãng Ba Gia, Confidor này cũng hãng Ba Gia nè các bạn, hãng Ba Gia xài ok đúng không các bạn. Đó. Rồi các bạn phun thuốc trừ sâu nắm bệnh á, mình giới thiệu tiếp á là bây giờ thuốc trừ bệnh đi. Bệnh thì có cốc 85 này chị, cốc 85 là chị nấm nha bạn, chị nấm hồng, nấm mùa hống, nấm xanh, nấm đồng tiền các bạn, nhiều loại nấm. Nhưng mà cái loại cốc này phun lên lá nó dính lá dữ lắm các bạn, lâu lắm khoảng 2-3 tháng nó mới rồi mình tưới nước mình rửa chồi phun lên nhìn cái lá của mình nó xấu các bạn, đốm dính các bạn, đồng nó dính xấu. Nhưng mà cái loại này mà hạn chế phun nhiều nha các bạn, tại vì đồng này nó là nguyên tố vi lượng trong phân bón cho cây mai, mình xài ít thôi, mình xài cái này mình phun nó nhiễu xuống gốc các bạn, mà nó thẩm thấu qua lá nó hút, nó cũng ảnh hưởng tới cây nhiều lắm, hạn chế xài cái loại này thường xuyên nha các bạn nha. Rồi thêm nấm bệnh mình xài cái loại đó, vi khuẩn các bạn, nấm bệnh vi khuẩn mình rồi xài cái Ridomingon này nè, Ridomingon này nè, xài loại vi khuẩn nấm bệnh vi khuẩn nha các bạn, Ridomingon. Rồi Anvin các bạn, Anvin là chị cũng được mấy thứ trị sắt, rồi nấm hồng kháng thư nữa nha bạn đó. Anvin này lúc nào nhà vườn mình cũng phải xài cái Anvin này để ngừa nha bạn. Mình nên sâu bệnh này nè, mình nên ngừa trước hơn là mình thấy nó bị rồi mình sạch, mình ngừa thì nó không bị nha các bạn. Nhưng mà khi mà mình nó bị rồi mình mua mình sạch mình trị nó khó khăn lắm các bạn. Tốt nhất là các bạn nên ngừa nó trước, cứ định kỳ khoảng 1-1.5 tháng mà bạn sạch đi, bạn tháng đi các bạn sạch ngừa nó nha các bạn. Rồi các bạn sạch thuốc trừ sâu bệnh này là các bạn nên khoa chung với lại cái chất bấm dính nha các bạn. Chất bấm dính nè, nó có nhiều loại chất bấm dính nè, loại này chai bự nè, chai bự này cũng rẻ bạn, chai này nó bán hình như 20-30 gì à. Đó, nhớ đọc theo cái liều lượng chất bấm dính thì phải đọc cái liều lượng để khoa nha các bạn, không phải chất bấm dính là cũng khoa với cái liều lượng đó nha các bạn. Như cái chai này cũng là chất bấm dính nè, mà nó nhỏ xíu à, cái này là 1cc của nó, 1cc nó mình pha 5 lít nước nha các bạn, 1cc nó mình pha tới 5 lít nước đó nha bạn, hoặc là tới 6-7 lít nước lận. Còn cái thằng này thì mình pha cái liều lượng nó là hình như là cô đọc coi. Tám lít nước. Cái này 20 ml cái chất bấm dính này nè, pha với 8 lít nước các bạn, thấy không? Nhớ đọc hướng dẫn sử dụng cách pha nha bạn, cái chất bấm dính này nó tùy theo cái thương hiệu các bạn, theo bao loại các bạn. Rồi các bạn phun kèm chất bấm dính nha các bạn, phun sao phun lúc mà cây mai trời mát các bạn. Các bạn phun tốt nhất là giác 5 giờ, mấy bạn nào thức dậy sớm phun giác 5 giờ nó ít gió các bạn, mà nó không có bay vô người mình nó, chứ mấy bạn phun mà giác chiều, giác 5-6 giờ chiều gió cho nó các bạn, gió mà nó hắt thuốc vô người mình cũng ảnh hưởng đó các bạn. Bạn phun nên nhớ bảo hộ nha bạn, bảo hộ lao động, bảo hộ khẩu trang rồi nón rồi quần áo tay dài nha bạn, dài tắt rồi nha bạn, tại vì thuốc thì lâu ngày ảnh hưởng tới sức khỏe của con người lắm các bạn nha. Các bạn cũng hạn chế phun, mình chỉ với các bạn nè, cái vườn mình, cái vườn mà mấy bạn muốn ít sâu bệnh thì cái cây nó phải khỏe, thứ nhất là cái cây nó phải khỏe, cây phải mạnh nên ít sâu bệnh đó các bạn. Thì muốn cây khỏe mạnh thì mấy bạn nhớ xem những cái video tiếp theo của mình để hướng dẫn để làm sao mà mình trồng được cây mai, mình giữ được cây mai nó khỏe mạnh nha các bạn, nhớ đăng ký kênh của mình nha các bạn. Rồi cái cây nó khỏe ít sâu bệnh, đồng thời đó là mình phải để cho nó, cái vườn mình nó để phải xa
cách xa nhà thông thoáng nha các bạn. Cây này tới cây kia nó phải cách xa nhà thông thoáng. Các bạn để sát 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 á, như là để trong mấy bụi rậm đồ đó là sâu bệnh dữ lắm. Giờ mình phải chặt dẹp, chặt hạt là giờ bỏ, dẹp bỏ những cái cây mà tạp các bạn. Chẳng hạn như những cây xung quanh vườn mình như cái này nào có tàn lá tùm, những chẳng hạn cây xài, cây mận nữa, mấy cây đó đó hạn chế trồng chung với mai nha các bạn. Đó. Rồi mình có thể pha trộn từ 2 đến 3 loại thuốc trừ sâu với nhau, trừ sâu bệnh với nhau, trừ sâu với nhau hoặc là trừ bệnh với nhau. Các bạn phân biệt với trừ sâu trừ bệnh nha bạn. Trừ sâu, sâu là bọ chỉ, nó sâu xanh nhện đỏ nha bạn. Còn bệnh là bệnh rỉ sắt, nấm hồng, vi khuẩn, bệnh yếu sinh lý. Bệnh sinh lý các bạn. Bệnh sinh lý là cái bệnh mà cây kém phát triển do nhiều yếu tố các bạn. Mình sẽ làm video để mà nói tới cây mà bị yếu sinh lý, cây chậm phát triển các bạn. Đó. Thì mấy bạn có thể pha từ 2 đến 3 thứ chung. Ví dụ như bây giờ mấy bạn chè xịt bọ chỉ thì nó lúc nào cũng hết bọ chỉ, nó cũng có tới sâu sành nữa nhau. Thì mấy bạn pha dừa coffee đo này nè. Đó, pha chung coffee đo này với lại design này cũng được ha. Pha hai thằng chị bọ chỉ, thằng chị sâu xanh, sâu tơ, sâu cuốn lá, đó pha chung hai thứ, pha chung. Tại vì mình tiết kiệm được thời gian mình xịt đó bạn. Mình thứ như mình xịt cái này xong rồi mình xịt cái thằng chị sâu xanh, sâu tơ này xong xịt thêm thằng bọ chỉ. Thì mất thời gian tốn kém sức lực của mình đó bạn. Đó. Nên có thể pha chung nha các bạn. Pha chung nhà vườn mình pha chung không là không sao đâu. Đó. Mà tránh hạn chế là pha giữa thằng trừ sâu này với cái thằng trừ bệnh nha bạn. Pha cũng được nhưng mà hạn chế thôi. Đó. Hạn chế thì theo khuyến cáo của các nhà sản xuất thuốc trừ nấm bệnh này nè, trừ sâu bệnh này nè, thì người ta khuyến cáo không nên pha chung giữa thằng trừ sâu và thằng trừ nấm bệnh nha bạn. Trừ bệnh nha bạn. Đó. Chứ mình có pha mình xịt thì cũng không thấy cũng không sao đâu các bạn. Đó. Rồi. Rồi khi mà mình phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát các bạn, tốt nhất phun sáng sớm nha bạn. Mấy bạn thức dậy sớm, mấy bạn nào có khả năng thức dậy sớm á, phun sớm tốt lắm. Thì mấy bạn phun thuốc phun trước hay là phun thuốc trước khi phun thuốc không được tưới trên lá nha bạn. Không được tưới trên lá nha. Trước khi phun thuốc trừ sâu bệnh là không được tưới trên lá, mình phải để lá nó khô ráo rồi mình mới phun. Nhớ nha các bạn, phun lên phun với cái liều lượng sao, phun với liều lượng mình pha theo cái chỉ dẫn nè. Thường đa số nha, mình nói đa số nha, là 1cc cho 1 lít nước. Nhớ nha các bạn. Cái bạn nào cây ít thì có cái bự mua cái bình là lít 8 lít rưỡi 2 lít gì đó các bạn, thì cái đó mình pha cho tối đa chỉ 2cc thôi nha các bạn. 2cc cao lắm là 3cc thôi nha các bạn, không có pha nhiều hơn nữa nha các bạn. Pha nhiều quá chè xịt nó trái lá chứ các bạn, mà nó hao tiền tốn của tốn thuốc mình nữa các bạn. Rồi. Thì khi phun thuốc xong qua ngày sau các bạn không nên tưới lên lá nha các bạn. Tại sao không nên tưới lên lá? Tuy mình có xài tài chấp bám dính, nó bám trên lá, nhưng mà mình tưới lên nó cũng rửa cho một phần đó nha bạn. Lúc đó mình đang mình xịt thuốc trừ sâu bệnh trên lá, nó đang trừ những cái ấu trùng, những cái con non á, nó còn nằm trên đó nó chưa chết đâu các bạn. Bởi vì qua ngày sau mà mấy bạn mà lấy nước mà tưới lên tàn lá thì vô tình là mình rửa trôi thuốc bớt nha bạn các bạn. Đó, bởi vì không nên tưới qua ngày sau, không nên tưới nước lên tàn lá một ngày nha các bạn, chỉ tưới gốc thôi nha các bạn. Rồi. Rồi mấy bạn phun định hỏi sao phun định kỳ là phun bao nhiêu ngày lặp lại nha các bạn. Phun định kỳ thì mấy bạn phun khoảng 20 ngày hoặc là 25 ngày. Là biến lắm thì mình tháng phun lại một lần nha các bạn. Ví dụ như đầu tháng 1 tay mình tính theo âm lịch đi. Mùng 1 tháng 2 đi. Mình phun sau quay trở lại mùng 1 tháng 3 mình phun lại một lần nữa nha các bạn. À. Mình có thể phun thuốc trừ sâu 2-3 bữa trước, rồi sau 2-3 bữa sau, cách 2-3 bữa sau thì mình phun thuốc trừ bệnh nha các bạn, không sao nhau. Rồi mình hạn chế phun bữa trước mình phun thuốc trừ sâu, bữa sau mình phun thuốc trừ bệnh nha các bạn.
để nó cách ly khoảng 2-3 ngày, 3-4 ngày tuần lễ cũng được các bạn. Giờ mới phun. Trong một video thì mình có nhiều khi mình thiếu sót, mình không có nói hết được cái vấn đề, thì những cái video tiếp theo mình sẽ có liên quan, mình sẽ lặp lại cho bạn. Các bạn nhớ theo dõi những video tiếp theo và lặp lại những cái video cũ của mình để mà xem. Mình sẽ trong những cái video mình nói lặp lại những cái vấn đề có liên quan các bạn. Rồi bỏ chỉ thì các bạn nên xịt, tốt nhất là nên xịt định kỳ đi các bạn. Hoặc là nó đang nhú được non á, mình xịt nha bạn. Đừng để nó ăn cái đọt non của mình, giờ mình xịt nó hư giống cái da, cái lá xấu đó nha các bạn. Tốt nhất là nó đang nhú cái mầm chút xíu, mầm lá chút xíu thì xịt đi. Chứ mà để các bạn mà để mà nó ăn mặn rồi cái mình xịt đó, xong rồi cái mà mấy cái đó nó ăn rồi nó mốc, nó già lá, nó lá nó kỳ lắm, nó tự nhiên cái cành lá của mình, nó tự nhiên cái lá nhỏ vậy, lá quéo vậy, lá lớn, nó nhìn nó vậy, lá rách, nhìn nó, cây mai mình nó không có đẹp nha các bạn. Rồi thôi, nếu thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký nha các bạn. Có ý kiến đóng góp nào gì thì mấy bạn hãy bình luận bên dưới video của mình nha. Mình thắc mắc gì đó mình bình luận bên dưới thì giờ mình sẽ trả lời nha, mình cố gắng mình trả lời cho các bạn. Rồi xin chào các bạn, chúc các bạn ngày mới được vui vẻ, thành công và an lành nha các bạn.